22 đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc trên địa bàn huyện Cư Quyên, Đắk Lắk. Án mạng tại Phú Quốc, một người bị đâm tử vong trên đường. Du thuyền bốc cháy dữ dội tại Biển Đỏ, 3 du khách Anh mất tích. Đề toán lớp 10 Hà Nội in mờ gây hiểu lầm, Sở Giáo dục Đào tạo nói gì? Vừa đi phun môi về, gặp cảnh sát giao thông bắt thổi nồng độ cồn và cái kết quay xe. Câu chuyện hy hữu, dở khóc dở cười xảy ra với một cặp vợ chồng. Khi người vợ vừa đi phun môi đang trên đường về nhà thì gặp tổ công tác yêu cầu dừng xe thổi nồng độ cồn. Tuy nhiên, khi vừa hạ kính xe xuống, chị vợ trình bày mình vừa đi phun môi về, đồng thời bỏ tay che miệng ra khiến mấy anh cảnh sát cười không nhặt được mồm. Thấy một ca khó đỡ nên các anh cũng vui vẻ cho chị đi. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng được fan cười muốn bung chỉ trước vẻ dễ thương đáng yêu của chị gái và anh chồng cùng sự hài hước của các đồng chí cảnh sát giao thông. Một số bình luận hài hước được cư dân mạng để lại. Nghe câu em vừa mới đi phun môi mà ngán luôn khỏi thổi. Đúng là ca này không đỡ nổi. Trước tôi đi phun xăm về, con trai nhìn thấy cười phục cả cơm. Nghe tiếng anh chồng cười sảng khoái, vui đáo để. Án mạng tại Phú Quốc, một người bị đâm tử vong trên đường. Đến 21 giờ ngày 11 tháng 6, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phú Quốc, Kiên Giang vẫn đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên đường 30 tháng 4 thuộc khu phố 1, phường Dương Đông, làm một người tử vong. Ghi nhận từ camera an ninh, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân thấy ba người đàn ông đứng nói chuyện trên lề đường 30 tháng 4. Trên tay mấy người này có cầm dao. Những người này lời qua tiếng lại vài phút thì dẫn tới đánh nhau. Hậu quả một người đàn ông nằm gục xuống đường, tư thế nằm sấp. Sát bên người còn có hai cây dao, một cây dao cán vàng gần bàn tay trái và một cây dao khác dưới bàn chân trái của nạn nhân. Người dân tri hô thì hai người kia bỏ chạy, mọi người cùng nhau đưa người đàn ông vào trung tâm y tế thành phố Phú Quốc để cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi. Bà Trần Mỹ Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Đông cho biết, chỉ mới nắm sơ qua thông tin ban đầu của vụ việc, hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt hung thủ, còn người đàn ông tử vong quê ở Vĩnh Long. Miền Bắc sẽ được cung cấp thêm 20 triệu kWh điện mỗi ngày. Giám đốc công ty nhiệt điện Nghi Sơn, tổng công ty phát điện 1, đơn vị quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 cho biết, tổ máy số 1 của nhà máy gặp sự cố vào ngày 5 tháng 6, dự kiến trong ngày 13 tháng 6 sẽ hoàn thành công tác sửa chữa, kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc 7 triệu kWh mỗi ngày, giảm áp lực thiếu điện. Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cũng cho biết, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, tổ máy S2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh trên ngày. Như vậy, từ ngày 13 tháng 6, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành, sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. Hiện tại, các hồ thủy điện cũng có những cải thiện. Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ vượt qua mực nước chết nhưng vẫn đang ở mực nước thấp. Du thuyền bốc cháy dữ dội tại Biển Đỏ, 3 du khách Anh mất tích. Reuters đưa tin, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên một du thuyền ngoài khơi Biển Đỏ ở Ai Cập vào hôm 11 tháng 6. Theo nhà chức trách Ai Cập, vụ hỏa hoạn xảy ra trên du thuyền có tên gọi là Hurricane khi con thuyền này neo đậu ngoài khơi khu du lịch lặn biển Masjid Sagra, nổi tiếng của nước này. Khi gặp nạn, du thuyền Hurricane chở theo nhiều du khách nước ngoài cùng 12 thành viên thủy thủ đoàn và huấn luyện viên lặn biển người Ai Cập. Cảnh sát địa phương cho biết 12 du khách đã được giải cứu sau khi ngọn lửa bùng lên. Tuy nhiên, 3 du khách mang quốc tịch Anh hiện mất tích. Theo những điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn có thể là do chập điện. Chúng tôi nhìn thấy khói bốc lên từ du thuyền, khoảng cách rơi vào khoảng 9 km từ bờ biển. Một con tàu gần đó đã có mặt để hỗ trợ những người mắc kẹt. Ahmed Maher, một quản lý dịch vụ lặn biển tại Masjid Sagra, chia sẻ với Reuters. Nhà chức trách Ai Cập khẳng định, công tác cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân mất tích hiện vẫn đang được khẩn trương tiến hành.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin về vụ hỏa hoạn và đã liên hệ với giới chức địa phương để tìm phương án hỗ trợ các nạn nhân. 22 đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc trên địa bàn huyện Cư Quyên, Đắk Lắk. Tính đến sáng 12 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ 22 đối tượng và giải cứu 2 con tin trong vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, sáng sớm 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Quyên đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, làm một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Đến 16:30 cùng ngày, đã bắt giữ 16 đối tượng và giải cứu 2 con tin. Công dân thứ 3 tự giải thoát. Chiều 11 tháng 6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Bộ trưởng quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với mỗi gia đình 4 chiến sĩ hy sinh, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với 2 cán bộ công an huyện Cư Quyên bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ. Tại huyện Cư Quyên, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, động viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện đối tượng lạ mặt, báo ngay cho chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Cư Quyên đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Đề toán lớp 10 Hà Nội in mờ gây hiểu lầm, Sở Giáo dục Đào tạo nói gì? Như đã đưa tin, sau khi kết thúc buổi thi môn toán vào lớp 10 Hà Nội năm 2023, nhiều phụ huynh và học sinh phản ánh đề thi mắc lỗi in ấn ở câu giải hệ phương trình khiến học sinh hiểu nhầm và làm sai. Cụ thể, ở đề thi môn toán tại ý 1 câu 3, đề bài yêu cầu thí sinh giải hệ phương trình. Tuy nhiên, ở một số đề thi do mực in không rõ nên dấu gạch ngang bị đứt quãng, không liền mạch, khiến nhiều học sinh lầm tưởng là có dấu âm ở phía trước. Theo đó, thay vì 2 trên mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc, nhiều học sinh đã nhìn nhầm thành âm 2 trên mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc, từ đó giải ra kết quả sai. Các phụ huynh có con bị hiểu nhầm vì lỗi in ấn cho rằng đề thi của một kỳ thi quan trọng khiến học sinh hiểu nhầm là khó chấp nhận và mong Sở Giáo dục Đào tạo có phương án xem xét. Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, trong thời gian học sinh làm bài thi môn toán, sở và các điểm thi không ghi nhận thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc buổi thi môn toán, Sở Giáo dục và Đào tạo mới nhận được phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. Vị này cho hay, hiện kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên có lớp chuyên. Vì vậy, các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên. Sau khi xác minh cụ thể, Sở sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh, vị này nói. Bắt quả tang 25 người sử dụng chất ma túy ở quán karaoke Hoàng Gia. Ngày 10 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện bắt quả tang 25 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke. Trước đó, vào ngày 4 tháng 6, nhận được tin báo từ người dân có các nghi phạm đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia do Trương Minh Hiếu, sinh năm 1992, Thanh Hóa làm chủ. Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng với Công an huyện Hà Trung và Công an thị xã Bỉm Sơn bắt quả tang 25 người kể trên đang sử dụng trái phép chất ma túy tại khu nhà bảo vệ của quán karaoke. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 6 túi ni lông chứa thuốc lắc và ma túy tổng hợp ketamin. Đĩa sứ trắng bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp dạng kẹo cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng xác định hai người cầm đầu nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là Lương Văn Cường, sinh năm 1986, và Nguyễn Thăng Thiên, sinh năm 1983. Đây là hai nghi phạm cộm cán có nhiều tiền án tiền sự, thường xuyên ra thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để mua ma túy về khu nhà trọ bán ma túy cho người nghiện và mang sang quán karaoke của Trương Minh Hiếu để cùng tổ chức sử dụng. Khám xét khu nhà trọ của Cường và Thiên, lực lượng công an đã thu giữ 19 gói ma túy tổng hợp ketamin và nhiều tang vật khác có liên quan.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Cấm tàu gỗ, người dân xã đảo ở Quy Nhơn gặp khó. Hơn 2 tháng sau khi cấm hoạt động các phương tiện tàu gỗ, không đủ điều kiện để đăng ký, đăng kiểm, bà Thảo, 60 tuổi, cùng với hàng ngàn hộ dân xã đảo Nhân Châu, thành phố Quy Nhơn, gặp khó khăn mỗi lần vào đất liền. Theo bà Thảo, người dân trên đảo thường vào đất liền Quy Nhơn làm các thủ tục giấy tờ, khám bệnh và mua sắm những vật dụng thiết yếu. Tuy nhiên, từ ngày cấm tàu gỗ hoạt động, việc đi lại gặp trở ngại và rất bất tiện. Trước đây, đi tàu gỗ chỉ có 35.000 đồng trên một lượt, giờ đi cano du lịch mất 100.000 đến 150.000 đồng. Vì vậy, ai có công việc bức thiết lắm mới vào đất liền, bà Thảo cho biết. Ngoài ra, cano du lịch chỉ chở người, không chở hàng, nên hoạt động mua bán của dân xã đảo với đất liền gần như đứng bánh. Người dân xã đảo nuôi trồng, khai thác thủy hải sản, khó mang cá tôm vào đất liền để bán. Theo bà Thảo, hiện xã Nhân Châu hợp đồng với tàu du lịch 69 chỗ, kết hợp phục vụ khách du lịch và người dân. Mỗi chuyến đi, chủ tàu sẽ chụp ảnh căn cước công dân rồi gửi cho xã. Hết tháng, xã thống kê để hỗ trợ lại 50.000 đồng trên một lượt. Tuy nhiên, nếu có việc gấp, phải đi cano du lịch không đúng chuyến, được hỗ trợ với giá 150.000 đến 200.000 đồng một lượt. Tháng trước, vợ chồng tôi đi tổng cộng 6 lượt, hết 600.000 đồng, nhưng địa phương mới chỉ hỗ trợ được 100.000 đồng. Có người được hỗ trợ, có người chưa, nên người dân cũng có ý kiến. Bà Thảo nói thêm, theo người dân tại Nhân Châu, lo lắng nhất là trường hợp người ốm đau phải nhập viện để cấp cứu. Trước đây, nếu gặp tình cảnh kể trên, người dân thuê cả chuyến tàu vào Quy Nhơn, giá 2 triệu đồng trên một chuyến. Còn giờ thuê một chuyến cano du lịch, mất từ 7 đến 8 triệu đồng. Đó là lúc trời yên biển lặng, còn khi sóng to gió lớn, cano chạy không được, thì tính mạng người bệnh sẽ gặp nguy. Ông Nguyễn Văn Đạo cho hay. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.